quý vị, mời quý vị quay trở lại với bản tin FBNC và đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày mai ngày 10 tháng 3 thì Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ chính thức tiến hành phiên luận tội cuối cùng đối với đương kim Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà này đối diện với vụ bê bối chính trị tồi tệ kéo dài suốt thời gian qua. Theo thông tin vừa được Tòa án Hiến pháp công bố chính thức trên website, phiên luận tội nữ Tổng thống Park Geun-hye sẽ được tiến hành vào 11 giờ trưa giờ địa phương ngày thứ Sáu 10 tháng 3. Sau phiên luận tội, bà Park Geun-hye có thể sẽ được phục hồi chức vụ nếu được chứng minh vô can trong vụ bê bối chính trị liên quan đến mối quan hệ với người bạn thân là Cho Sun-sil. Còn trái lại, nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ vĩnh viễn bị tước bỏ quyền lực khỏi chiếc ghế lãnh đạo đất nước. Phiên luận tội dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp để công chúng tiện theo dõi. Những cáo buộc tham nhũng và thao túng chính trường quanh mối quan hệ với người bạn thân Cho Sun-sil đã khiến bà Park đối diện hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối của người dân trong suốt thời gian qua. Nhiều người phản đối thậm chí còn đang chờ đợi bà sẽ sớm từ bỏ vị trí lãnh đạo. Tôi hy vọng là Tòa án Hiến pháp sẽ thông qua dự luật luận tội Tổng thống nhằm ngăn lại làn sóng phản đối. Người dân Hàn Quốc đang chờ đợi đất nước này mở ra một chương mới, mà trong đó phiên luận tội sẽ là một sự khởi đầu. Tính đến tháng 2 năm nay, bà Park Geun-hye đã nắm quyền điều hành đất nước được gần 4 năm. Bà là vị nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Thưa quý vị, hôm nay công nhân tại nhà máy sản xuất sản phẩm thời trang cho thương hiệu thời trang nổi tiếng của Ý là H&M ở Myanmar tiếp tục yêu cầu chủ sở hữu phải có cuộc thương lượng về việc cải thiện điều kiện lao động và lợi ích cho công nhân sau cuộc biểu tình đầy bạo lực kéo dài một tháng trước đó. Chủ sở hữu người Trung Quốc của công ty này cho biết công ty đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 9 tháng 2. Trước đó, những công nhân tại nhà máy sản xuất sản phẩm thời trang cho thương hiệu H&M này đã tổ chức biểu tình bạo lực, phá hủy dây chuyền sản xuất nhằm đòi hỏi chủ sở hữu người Trung Quốc phải cải thiện điều kiện lao động và xem xét lại những chính sách về bảo hiểm y tế. Cuộc xung đột giữa chủ và công nhân tại đây đã diễn ra trong vòng một tháng và được coi là một trong những cuộc xung đột lao động bạo lực nhất trong năm. Cụ thể là nhiều cơ sở vật chất bị phá hủy và việc quản lý tấn công công nhân cho thấy những thiếu sót trong chính sách bảo vệ người lao động tại nơi đây. Cuộc biểu tình này đã khiến cho chính phủ Myanmar phải xem xét việc thực thi các cải cách xã hội và lao động. Điều này cũng giúp trấn an các nhà đầu tư, trong khi xem xét rót đầu tư vào một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới kể từ sau hàng thập kỷ chia rẽ. Thưa quý vị, tem chống hàng giả được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác chống hàng giả. Tuy nhiên trên thực tế thì tại thị trường Việt Nam, tem chống hàng giả dường như vẫn chưa phát huy được tác dụng thật sự của nó. Như vậy thì vì sao đã có thực trạng này? Câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự sau đây của chúng tôi. Đã tham gia nhiều hội thảo chống hàng giả, nhưng không hội thảo nào mà chúng tôi không cảm thấy ngạc nhiên về các sản phẩm bị làm giả được các doanh nghiệp giới thiệu tại đây. Càng ngạc nhiên hơn khi chúng chính là những sản phẩm mà mình vẫn sử dụng hàng ngày như mỹ phẩm, dầu gội, bột ngọt, v.v. Phải có sự giải thích của doanh nghiệp, chúng tôi mới biết được vì sao sản phẩm này là giả và sản phẩm kia là thật. Rất hiếm trường hợp doanh nghiệp chỉ cho chúng tôi cách phân biệt ngay hàng thật, hàng giả bằng chính tem chống hàng giả, dù giải pháp này được cơ quan quản lý thị trường nhận định là giải pháp hữu hiệu trong chống hàng giả hiện nay, cả với cơ quan chức năng, doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cứ đưa lên màn hình báo cho các cơ quan chức năng là bây giờ hàng này là hàng thật, hàng giả thì nó có cái dấu phẩy thế này, vân vân và vân vân. Cái điều rất thừa thãi vì cơ quan chức năng hoặc toàn xã hội thì không thể nào nhớ hết tất cả những cái chuyện mà phân biệt hàng thật giả. Mà chỉ có một vấn đề, đó là tem chống giả. Là cái giải pháp chúng ta có thể biết được nguồn gốc xuất xứ và cái nào thật, cái nào giả. Biết vậy, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc sử dụng tem chống hàng giả. Theo cơ quan chức năng, ngoài lý do e ngại tăng chi phí, một số doanh nghiệp lo ngại người tiêu dùng khi biết sản phẩm của mình bị làm giả sẽ quay lưng với sản phẩm nên đã không sử dụng giải pháp trên để bảo vệ sản phẩm của mình. Lý giải thêm về nguyên nhân tem chống hàng giả chưa được doanh nghiệp quan tâm, một số chuyên gia cho rằng giải pháp này chưa tạo được sự tin tưởng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bởi thực tế, tem chống hàng giả vẫn bị làm giả. Thì tem giả nó có hai loại. Một là các doanh nghiệp không có chức năng in tem chống giả, họ cũng tự in. Thứ hai là tem trôi nổi từ Trung Quốc vào. Cái thứ ba là một số cái doanh nghiệp tự đi kiếm in ham rẻ, in trôi nổi ngoài thị trường. Dù tem chống hàng giả có thể bị làm giả, nhưng theo các cơ quan quản lý thị trường, qua thực tế thanh kiểm tra, có thể thấy các công nghệ làm tem giả hiện nay vẫn chưa thể qua mặt công nghệ làm tem thật. Khi người ta dán tem chống hàng giả thì có rất nhiều công nghệ, ví dụ công nghệ nhiệt, công nghệ nước, rồi SMS nghĩa là gửi tin nhắn, rồi barcode, rồi mã trận nhân dân. Và công nghệ này theo các chính hãng quy định là trong vòng 2 năm là phải có sự thay thế công nghệ. Thành ra cái người mà làm hàng giả rất khó bắt chước.
Do đó, để tem chống hàng giả thực sự phát huy tác dụng, các chuyên gia cho rằng vấn đề không chỉ ở thuyết phục doanh nghiệp sử dụng mà phải truyền thông đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có sử dụng tem chống hàng giả cũng như cách phân biệt tem giả, tem thật. Ví dụ, bây giờ nói là sản phẩm này phải dùng đèn soi rọi ở đầu sao sẽ thấy chữ gì? Ví dụ như máy tính Casio chẳng hạn. Khi chúng ta rọi đèn vào cái tem chống hàng giả màu bạc thì nó sẽ ánh lên một cái tờ giấy trắng là chữ OK, thí dụ. Thì bản thân cái doanh nghiệp đó phải ghi rõ cách hướng dẫn người tiêu dùng trong cái sản phẩm đó. Hoặc nói bây giờ chỉ cần ngay cái tem chống hàng giả dùng nước quét vào thì lấy bàn tay ngón tay ra thì sẽ hiện chữ tên sản phẩm, tên công ty và sau đó khô thì nó biến mất. Còn tem giả thì không làm được đó. Theo cơ quan quản lý thị trường thì các cách trên sẽ dễ dàng hơn cho người tiêu dùng trong việc phân biệt hàng thật hàng giả, thay vì phải ghi nhớ điểm khác biệt thật giả của hàng triệu sản phẩm trên thị trường hiện nay. Và một khi người tiêu dùng đã biết cách mua hàng thật thì hàng giả chắc chắn sẽ thu hẹp đất sống. Và đến với kết quả giao dịch của các sàn chứng khoán trong nước thì hôm nay hai sàn đã có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 3. Đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng không đủ để giúp cho chỉ số VN Index có thêm phiên tăng điểm nữa. Chỉ số VN Index tiếp tục có phiên giao dịch giằng co mạnh, xu thế tăng của nhóm ngân hàng đóng vai trò chính trong việc dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí giảm mạnh lại tác động tiêu cực đến đà tăng này. Bước sang phiên chiều, sắc xanh chỉ duy trì trên sàn HOSE và ít phút đầu. Sau đó thì chỉ số đảo chiều giảm trở lại, đà tăng của nhóm ngân hàng thu hẹp dần nên không đủ để vực dậy thị trường. Bên cạnh đó, thị trường thiếu vắng lực đỡ cần thiết từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá sôi động, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang kỳ vọng nhiều vào thị trường. Khép phiên, VN Index giảm 0,11% xuống còn 715,8 điểm, thanh khoản đạt sấp xỉ 3.700 tỷ đồng, tương đương hơn 195 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index tăng điểm gần như suốt phiên giao dịch, cổ phiếu ngân hàng góp phần quan trọng cho diễn biến tăng này, mặc cho xu thế giảm đến từ nhóm ngành dầu khí. Chốt phiên, HN Index tăng 0,21% lên mốc 87,72 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 42 triệu đơn vị, ứng với trên 470 tỷ đồng. Và cũng liên quan đến thị trường chứng khoán thì sáng ngày hôm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa mới tổ chức họp báo với chuyên đề một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2017. Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì trong 2 tháng đầu năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tăng trưởng tích cực. Tính đến hết ngày 6 tháng 3 2017, chỉ số VN Index đóng cửa ở 716,29 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2016 và là mức cao nhất trong vòng 10 năm. Tương tự, chỉ số HN Index cũng tăng 8% so với cuối năm 2016, lên 86,55 điểm. Tính đến cuối tháng 2 2017, thị trường có 708 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn và 485 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom với tổng giá trị niêm yết đạt gần 778.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2016. Vốn hóa thị trường hiện đạt hơn 2.260.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa này đã chiếm hơn 50% GDP của cả nước. Về vấn đề hợp nhất hai sở, đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết đã trình đề án chờ lấy ý kiến của các ban bộ ngành và chính phủ. Tuy vậy, nhiều khả năng việc sáp nhập sẽ hình thành mô hình holdings và công ty mẹ ở trên sẽ quản lý hai công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục đỏ sàn trong phiên giao dịch đêm qua với nhóm năng lượng kéo giảm cả hai chỉ số là Dow Jones và S&P 500. Đây là phiên giao dịch kém nhất của nhóm này trong vòng 6 tháng qua. Kết phiên giao dịch ngày 8 tháng 3, chỉ số Dow Jones giảm 0,33%, S&P 500 giảm 0,23%, còn Nasdaq giữ được sắc xanh với mức tăng rất nhẹ chỉ có 0,06%. Nhóm năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất trên phố Wall phiên vừa qua với mức giảm 2,5%. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của nhóm này kể từ giữa tháng 9 năm ngoái. Nguyên nhân là do giá dầu giảm mạnh hơn 5% sau khi có thông tin trữ lượng dầu mỏ ở Mỹ tăng đột biến. Một áp lực khác đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản với mức giảm 1,5%. Đây là nhóm khá nhạy cảm với diễn biến lãi suất, trong khi đó đang có ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp của Fed giữa tháng 3 là rất cao. Số liệu mới công bố chỉ ra rằng trong tháng 2 vừa qua, thị trường lao động Mỹ bổ sung 298.000 việc làm, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo 190.000. Hiện tại, khảo sát của Thomson Reuters ghi nhận 85,2% số nhà đầu tư được khảo sát tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tuần sau. Các nhà đầu tư cũng đang tỏ ra thận trọng, theo dõi từng nước cờ chính sách của Tổng thống Donald Trump. Đã có nhiều lời hứa cắt giảm thuế và nới lỏng chính sách, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể để thực hiện những lời hứa này. Về phía doanh nghiệp, cổ phiếu hãng công nghiệp nặng Caterpillar giảm 2,8% sau khi tờ New York Times đưa tin giới chức Mỹ cáo buộc Caterpillar có hành vi trốn thuế và khai man báo cáo tài chính.
Và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi diễn biến của phố Wall đêm hôm trước, thị trường chứng khoán khu vực châu Á phiên ngày 9 tháng 3 đa phần cũng đã ở sàn. Nhiều dữ kiện kinh tế trái chiều cũng đã gây áp lực lên thị trường khu vực này. Cái phiên ngày 9 tháng 3, hầu hết các chỉ số chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc đỏ điểm, chỉ có Nikkei của Nhật Bản là xanh sàn. Thị trường Trung Quốc đón nhận nhiều dữ kiện kinh tế trái chiều. Chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc trong tháng 2 tăng mạnh 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Ngược lại, chỉ số giá tiêu dùng thì tăng trưởng khá chậm, chỉ đạt mức 0,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015. Một diễn biến đáng chú ý khác trên sàn châu Á phiên 9 tháng 3 là giá dầu. Sau khi giảm mạnh 5% trong đêm hôm trước, do số liệu cho thấy trữ lượng dầu mỏ của Mỹ tăng cao, giá dầu trên thị trường châu Á đã quay đầu nhích nhẹ. Tại Hàn Quốc, các nhà đầu tư đang chờ đợi diễn biến trên chính trường khi ngày 10 tháng 3 sẽ có phán quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Lãnh đạo Samsung ông Jay Wiley cũng đang bước vào những phiên tòa xét xử vụ tham nhũng được cho là lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Hàn Quốc. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la mạnh lên theo khả năng tăng lãi suất, kéo giảm các đồng tiền tệ của các nước châu Á, điển hình là đồng yên, giúp hỗ trợ các mã xuất khẩu của thị trường Nhật Bản. Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để được chúng tôi cập nhật các thông tin mới nhất sau đây. EU sắp có quy định mới về gạo nhập khẩu. Anh nâng dự báo tăng trưởng công bố ngân sách quốc gia 2017.